Số liệu thống kê hiện cho thấy là phần lớn các ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 là những người cao tuổi, những người có bệnh nền, những người chưa tiêm vaccine hoặc là đã tiêm nhưng không sản sinh đủ kháng thể. Chính vì vậy, để bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao thì Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã vừa cấp phép cho AstraZeneca Việt Nam và hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhập khẩu thuốc kháng thể đơn dòng Evusheld của AstraZeneca có tác dụng dự phòng trước phơi nhiễm COVID-19. Evusheld là thuốc kháng thể đơn dòng đầu tiên được cấp phép trên thế giới để dự phòng COVID-19. Nếu như vaccine là cơ chế kích thích cơ thể tự sản sinh kháng thể, thì Evusheld cung cấp trực tiếp lượng kháng thể cần thiết để bảo vệ trước COVID-19 chỉ sau vài giờ tiêm, với hiệu quả là 83%. Evusheld sẽ sử dụng cùng lúc hai kháng thể đơn dòng lấy từ chính các bệnh nhân đã hồi phục sau COVID-19. Đây có thể coi là siêu vaccine với hiệu lực duy trì trên 6 tháng, có khả năng bảo vệ cả những người không có khả năng hoặc là không thể sử dụng vaccine thông thường. Số thuốc này đã được Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC ký kết với AstraZeneca đặt mua 20.000 liều và dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 3 này. Được sử dụng tại hai bệnh viện là Tâm Anh Hà Nội và Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, dùng bằng đường tiêm bắp sâu, một liều hai mũi tiêm cùng lúc. Với những cái số liệu nghiên cứu hiện tại thì cho thấy rằng Evusheld hoàn toàn có tính dung nạp rất tốt và rất ít tác dụng phụ được ghi nhận. Tác dụng phụ ở đây thì cái triệu chứng có thể là rất nhẹ, như là có thể sốt, có thể đau đầu hoặc là người mệt mỏi. Và những cái tác dụng này thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có thể gặp ở bất kỳ những cái loại vaccine nào hay là bất kỳ những loại thuốc nào mà chúng ta có thể đưa vào cơ thể con người. Tất nhiên là có những đối tượng chúng ta dùng thì chúng ta phải hết sức thận trọng, đó là những người cao tuổi. Thứ hai là những đối tượng có thể là trẻ con và người phụ nữ có thai. Và hiện nay Bệnh viện Tâm Anh cũng sẽ công khai hiệu quả điều trị cũng như dự phòng của thuốc này ở trên phương tiện thông tin đại chúng để có thể nhận được những cái danh sách những người đăng ký cho nó phù hợp với những cái chỉ định của thuốc.